Uống đi. Ôi, anh say rồi, nghỉ đi đã. Uống với anh. Nào, nào, nào nghe em uống. Đưa cho em. Uống một. Uống đi. Nào. Cầm lấy uống đi, em uống được. Uống được. Em không uống. Uống một miếng thôi. Em không uống. Em uống anh được. Đã. Em uống được. Nào, nào, nào nghe. Không uống rót nhá. Rót đi. Rót cho anh xem em rót thằng khác như nào. Hả? Rót đi, rót cho anh xem em rót cho bọn anh nó như thôi. Nào. Nào, cầm rót đi. Anh vừa nói cái gì đấy? Đừng diễn nữa. Đừng có diễn nữa. Anh không biết anh lấy em làm vợ luôn ấy. Em bỏ cái mặt đấy đi. Em bỏ cái bộ mặt đấy, em rót em nào. Nào. Rót đi. Có tiền đúng không? Ừ. Tiền đây đây. Sao em lại đau à? Ngồi xuống. Em làm sao đấy anh? Con vừa máy này. Máy là sao? Lần đầu tiên em thấy nó máy đấy. Ý anh là con máy là sao ấy? À, thì nó kiểu như là nó giống này. Đây, như này. À, động đậy hả? Ừ. Đâu? Đây, anh sờ xem. À, con lại không máy nữa rồi ạ. Hay là do anh đặt tay vào nên là nó ngại nhỉ? Này, nhưng mà chắc chắn là phải có chuyện gì đó. Hai anh em nói rủ nhau đi nhậu mà không rủ bố con mình chứ. Mà lại đi nhậu mảnh đúng vào hôm sinh nhật thằng Long. Ba ơi, ba ơi. Ơi, thế nào? Mẹ đã mua bánh kẹo cho con chưa? Hả? Con không thấy mẹ đâu. Ồ, sao lại không thấy mẹ đâu? Mẹ ở trong phòng chứ còn đâu. Từ sáng giờ bà chưa có thấy bóng dáng mẹ con xuống đây ấy. Con cũng không biết. Nhưng mà con thấy trên giường là chú Danh đang ngủ. Chú Danh ngủ ở trong phòng con à? Vâng ạ. Hóa ra đấy hôm qua chú Danh ngủ ở phòng bố con. Đàn ông với nhau vui thế mà chả gọi một câu. Chán thật đi bà. Ông Thần kia, lên đường. Thành, đêm qua Danh nó ngủ trong phòng con à? Hai em nó giận nhau đúng không? Anh đây. Anh đang ở đâu đây ạ? Ừ, anh nhờ bố trông hàng tí. Anh qua bên viện có chút việc. Anh ơi, em bị đau bụng quá. Để đó anh về ngay nhá.